Hello cả nhà, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình có về rất là nhiều loại trái cây, thành ra là vườn trái cây chín rồi nên là làm review luôn. Thì đây là em Red at the Moya. Ai cũng nói, một số người nói thì cái em này ăn không có ngon, nhưng mà hoàn toàn không phải đâu. Ăn rất là ngon và giá trị kinh tế rất là cao. Tết Nguyên Đán vừa rồi nó rơi vào 35 đồng đến 50 đồng một phao đó cả nhà ơi. Trái bự từ hơn một phao trở lên nhé, tùy thuộc vào cái cây của mình trồng lâu năm hay là mới trồng. Cái cây càng lớn thì ra trái càng to nhé cả nhà. Đó, chín lắm rồi luôn á. Và đây là em táo Thái, ăn giòn và ngon lắm. Rồi nữa, em này là em ổi, ổi ruby giòn, có hạt của Đài Loan nha, trái của nó đây nè, rất là lớn dạng. Tiếp tục là bây giờ sẽ ăn cái trái mãng cầu đỏ nha cả nhà, xem nó như thế nào nè. Wow, dài lắm luôn ấy. Rất là ngọt và dai, có nước luôn á, mà nó không bị bẫy, dài lắm, nhìn theo mọi người, cái vỏ nó rất là mỏng, mỏng dính, giống như là squirrel ấy, không có cát, không có sạn, rất là ngọt, ngọt thanh chứ không phải là ngọt gắt, ăn làm cho người ta không có cảm giác bị ngán, bị ngấy đó cả nhà ơi. Ít hạt mà trắng phau luôn á, cái thịt trắng phau luôn á. Mùa này ăn cái trái này mới là ngon. Mãng cầu đỏ đã ăn xong thì bây giờ là chuyển sang ăn táo Thái. Táo Thái xem thế nào nhá, tại răng em nó liền ấy, ăn cũng hơi khó khăn tí nhưng mà sẽ ráng. Perfect. Giòn ngon lắm. Không bị nhớt và trái bự luôn. Cây này Tú cho biết của gần đang có nhé cả nhà ơi. Nó ngon lắm, tí em sẽ giải quyết hết một trái. Bây giờ em cắt ra miếng ổi đây. Chua ngọt đậm đà. Nói chung là mấy bữa nay rồi ăn trái cây là rất là ngon luôn, mệt nghỉ luôn. Mặc dù long thẻ bất an nhưng mà ăn những cái này vào cảm giác nó có nhiều vitamin C luôn đó. Tốt cho cái mùa cúm mà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Ai cần cái gì nhớ liên hệ với em nhé. Em để luôn số điện thoại ở trên màn hình rồi. Thank you.